Vân Dung chọn vợ cho Trải, còn dâu biết nịnh thì có gì tôi cũng cho hết. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Trí, nghệ sĩ Vân Dung hé lộ tiêu chí chọn con dâu tương lai và quá trình định hướng con trai Long Vũ theo nghệ thuật. Gần đây, diễn viên Long Vũ, sinh năm 2001, con trai nghệ sĩ Vân Dung, được nhiều khán giả yêu thích nhờ vai Trải trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Bên cạnh phản ứng tích cực dành cho nam diễn viên, cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận hài hước, bày tỏ mong muốn được làm con dâu của danh hài Vân Dung. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Trí, diễn viên Vân Dung từng chia sẻ nếu làm mẹ chồng trong tương lai, cô sẽ là người vô cùng tâm lý, thoải mái. Con dâu biết nịnh là có gì tôi cũng cho hết. Tôi nghĩ khi có con dâu, việc đầu tiên là mình phải yêu con dâu trước đã, thì sau đó con dâu cũng sẽ yêu mình. Bởi vì vốn dĩ mình không sinh ra con dâu nên không thể bắt ép họ yêu quý mình được. Điều quan trọng là họ yêu con trai mình là việc khác, còn họ yêu quý mình còn đến từ cách cư xử của mình. Tôi không có con gái nên càng thích có con dâu trong nhà, diễn viên Vân Dung chia sẻ. Khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn con dâu, Vân Dung cho biết cô thích mẫu con gái biết ứng xử và có cuộc sống độc lập. Nghệ sĩ nói, con dâu của tôi không cần xinh đẹp, tôi chỉ cần nàng dâu biết cách cư xử, biết làm ăn. Phụ nữ thì nên ra ngoài đi làm, dù lương 500.000 đồng, 1 triệu đồng cũng chẳng sao. Khi bạn đi làm, bạn sẽ có bạn bè, được tiếp xúc xã hội, được sống ý nghĩa. Thay vì ở nhà nấu cơm rửa bát vất và phục vụ chồng con, rồi gọi 100 cuộc điện thoại ghen tuông với chồng, phụ nữ không đi làm sẽ không có tiền tiêu. Mỗi lần muốn mua gì hay muốn cho tiền bố mẹ mình đều phải ngửa tay xin chồng. Như vậy thì sẽ rất khổ. Tóm lại, con trai đi làm, con dâu cũng đi làm, mọi người nên ra ngoài xã hội, hai người hỗ trợ cho nhau hơn là chỉ một người đi làm. Nếu bận rộn vất vả không có thời gian làm việc nhà thì thuê giúp việc. Tôi luôn nghĩ phụ nữ vốn dĩ thiệt thòi hơn đàn ông, do đó, phụ nữ nên ra xã hội và có những thứ của riêng mình, đừng phụ thuộc vào đàn ông. Diễn viên Vân Dung cho biết cô hạnh phúc khi con trai Long Vũ yêu nghề, đam mê nghề. Tuy nhiên, ban đầu, nghệ sĩ từng phản đối con học nghệ thuật vì sợ con vất vả. Tôi thích con học ngành công nghệ, thậm chí tôi từng dành 3 đêm để phân tích cho con về định hướng nghề. Nhưng con chốt một câu, mẹ có biết con cố gắng như thế nào mới học xong được lớp 12 để phấn đấu vào trường sân khấu, điện ảnh không? Mẹ đừng dập tắt mơ ước của con. Con nói vậy nên tôi tôn trọng ý kiến con. Tôi bảo con cứ theo nghề, sau này nghèo khổ, vất vả ra sao con tự chịu. Con hỏi lại tôi rằng ngày xưa ông bà có khuyên mẹ như vậy không? Tôi bảo có. Thế rồi con lại hỏi, vì sao mẹ vẫn theo nghề và vẫn có được ngày hôm nay? Tôi mới ngẫm nghĩ và chốt hạ, tùy con. Vân Dung nói với phóng viên Dân Trí. Nữ nghệ sĩ hé lộ thêm Long Vũ vốn có tính cách ít nói, ít chia sẻ, tâm sự với mẹ. Tuy nhiên, mỗi khi đi quay phim về, con trai cô thường nói líu lo, nói không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ con yêu nghề hơn tôi, đam mê nghề hơn tôi. Cách tư duy làm nghề của con cũng khác hoàn toàn với tôi. Kiểu như tôi nghĩ bên phải thì con nghĩ bên trái. Nhưng tôi không áp đặt vì cách tư duy của thế hệ trẻ khác với chúng tôi ngày xưa. Cái nào tôi biết thì tôi hướng dẫn, còn tôi không thể giải thích, dạy dỗ cho con mình những cái mình không biết được. Nên tôi nghĩ phụ huynh không nên bảo thủ. Nên biết lắng nghe và tạo chỗ dựa cho con mình phát triển. Vân Dung bộc bạch, Long Vũ là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung, sinh năm 2001, từng theo học khoa diễn viên kịch, điện ảnh của Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội, bộ phim Đi giữa trời rực rỡ do Nguyễn Thanh Sơn đạo diễn. Trong phim, Long Vũ vào vai Trải, con trai một gia đình giàu Nhật Bản, mang lòng yêu pu, thu hà xe di say đắm. Trước Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ từng xuất hiện trong một số vai phụ ở các phim, Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cứ chỉ cần một lý do hay vai diễn nhỏ trong gia đình mình vui bất thình lình, nhưng phải đến Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ mới thực sự có sự phá cách vượt bậc.